Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hokita chúng tôi có điều kiện tiếp tục quay trở lại để làm các clip và các chủ đề về kỹ thuật trong series hành trình từ cốt phô chọc tới cây hoàn thiện của xanh Nam Điền. Thế thì hôm trước tôi đã có một cái tip phân tích về các cái phương pháp xử lý nếu mà khi mà các cái điểm mà cần bật mầm nó không bật, thì có mấy cái phương pháp: một là vắt mầm, hai là phương pháp mà bắn mầm, và ba là phương pháp ghép mầm. Thế thì về lý thuyết thì nó chung chung như vậy. Thế nhưng mà trong cái tiếp này thì tôi muốn tập trung chỉ riêng cái vấn đề vắt mầm thôi, thì để xử lý các cái vùng ở trên bệ rễ, rồi trên thân, trên tay cảnh rất đa dạng và cũng rất đơn giản. Thế nhưng mà thực tế thì cái tính ứng dụng của nó lại rất cao. Thế ra tôi muốn làm riêng một cái tip mà chỉ vấn đề vắt mầm để cho các bạn hình dung và các bạn sẽ ứng dụng trong cái quá trình tạo tác về sau này. Đây, các bạn nhìn này. Thì đây là một cái cốt ba thân trực hoành siêu, đúng không? Một cốt phôi pha đây. Hầu như là chưa có điểm giật tay cành và tiếp thân, vẫn còn phải nuôi rất nhiều. Đó. Đây, ví dụ như tiếp thân cái này mới cắt được một nhịp này. Đấy. Cái đây tay một vẫn đang nuôi này. Đây, tiếp thân vẫn đang nuôi luôn. Đó. Thế hay là bên này. Cái tay một đang nuôi, đúng không? Đấy, riêng cái thân siêu này thì tay một thì giật được nhát đầu này. Và cái tiếp thân thì giật được một nhát rồi và đang nuôi mầm để chọn. Thế thì các bạn tập trung vào cái điểm này. Đây, cái điểm này. Đấy, các bạn thấy cái điểm này nó có gì đặc biệt không? Các bạn thử comment xuống dưới tại sao mà tôi ghi cái điểm này kỹ như vậy. Và ở cái ảnh đại diện cũng như là cái đoạn đầu, tôi tập trung chú ý ở cái vùng này. Đó. Bây giờ các bạn nhìn nha. Đây là cái tay 1 luôn. Tôi quay ở vị trí ngang này. Cái mầm nó ra tít như này này. Đấy, nó ra tít như này luôn. Chứ nó không phải nó ra ở điểm này. Và cái lúc khi mà anh em chọn mầm ấy, ở chỗ này này, nó không ra được điểm. Cái điểm này nó không có và không có mầm. Đó. Thế thì ở đây anh em đã dùng phương pháp vắt mầm. Đấy. Anh em vắt mầm úp cái mầm này này vào cái vùng thân này. Đến cái điểm cần dính này thì bắt đầu cua ra. Đây chính là cái vùng này, vùng uốn ra này. Và sau thời gian này, các bạn nhìn này, nó dính bệt vào luôn. Thành một khối. Và thông mạch. Đây, mạch từ bên này sang này cũng thông luôn. Vậy, các bạn nhìn này. Cái vùng này, nó dính liền luôn. Dính ra luôn, đúng không? Đó. Thế là nó thành điểm xuất phát tay. Đây, các bạn thấy ứng dụng hay chưa? Đấy, nói đơn giản vậy thôi. Nhưng thực tế đấy, các bạn nhìn ứng dụng này. Đây, nôm na nhé. Các bạn nôm na hình dung giống như kiểu như này này. Các bạn tưởng tượng nha. Trước cái mầm nó như này, nó bé này. Và cái vùng này mới là cái vùng cần ra mầm. Nhưng mà nó lại không có, đúng không? Thì anh em mới làm phương pháp này. Ốp thật sát. Ốp thật sát rồi nha. Đấy. Uốn ra này luôn. Tất nhiên cái vùng này anh em sẽ ốp sát vào. Lấy dây nhôm ép nó vào. Đây tôi dùng tay nên ra là nó không được sát lắm. Đây tôi chọn cái vùng bên ngoài có thể bỏ. Nó đỡ phí mầm. Đây, vùng này nha các bạn nha. Đâu nuôi phóng không sao, đúng không? Các bạn tưởng tượng nếu giả sử như tôi cần cái mầm nó ra chỗ này. Nhưng mà đây trơn không có, đúng không? Ốp thật sát. Ốp sát luôn. Đấy, xong rồi các bạn dùng dây thít hoặc dây thép. Các bạn buộc chắc lại. Đấy, một thời gian sau nó sẽ dính vào. Nhưng mà các bạn đừng để gãy này như tôi nhé. Đây, cái điểm này tôi làm bị gãy này. Nhưng mà gãy này nó sẽ khả năng nó có thể sẽ bị chết, đúng không? Nhưng cái này nó không sao. Cảnh này bỏ đi được. Đó. Thế thì đấy là một cái ứng dụng rất chỉ là hữu ích.
trong phương pháp vắt mầm để các bạn xử lý các điểm xuất phát của mầm để cho tay cành hoặc là chi. Đấy là một này. Tiếp tôi sẽ đi kiếm những cái cây mà anh em sử dụng rất chỉ là linh hoạt cái vấn đề vắt mầm để xử lý các cái vùng cần. Đây các bạn nhìn đây vùng này nha, các bạn thấy là cây mầm này anh em vắt dính vào đây, vắt dính vào đây muốn đi làm gì, để anh em xử lý cái vùng sẹo này. Đấy. Có nghĩa là sao, để anh em cần có thêm cái mầm để nó kéo sẹo cái vùng này cho nó nhanh này. Nhưng cái vùng này nó không lên được mầm này, anh em vắt rồi ép đây để sau nó dính bệt và nó sẽ phát triển, cái mầm này sắp phát triển thì nó sẽ kéo nhựa ở cái vùng này cho nó khỏe lên. Đấy. Để xử lý sẹo đây hai vùng này này đó, cái vùng vắt mầm ở cái khu này để anh em xử lý cái vết sẹo đúng không, gọi là hỗ trợ kéo nhựa để xử lý vết sẹo lớn đây, hay là như cái vùng này cũng thế, có hai cái mầm nhỏ này. Một cái mầm, hai mầm và kết hợp thêm với rễ đây, cũng dễ đấy, để cũng hỗ trợ kéo sẹo cho cái vùng này. Ở đây thì một phần là kéo, một phần là phủ, gọi là che sẹo. Còn trên này thì là hỗ trợ là để kéo. Đây, dưới này thì là để che. Đây hay như cái vùng này. Các bạn nhìn. Đây cái mầm này đúng không? Đó. Thì anh em lên là để là dùng cái mầm ấy để hỗ trợ. Tôi lấy lại nét cái chỗ này. Đấy, các bạn nhìn có đấy, cái mầm lên đúng không, đó thì anh em vắt vào để hỗ trợ xử lý sẹo vùng này, cộng thêm cái rễ này. Đấy, ứng dụng cái vắt mầm thì nói thì nó đơn giản và cái ứng dụng thì gọi là tác dụng thì nó chỉ có hỗ trợ như vậy thôi, nhưng thực tế là rất đa dạng. Đây hay những cái vùng này thế. Đây, cái mầm từ đây anh em vắt ra phát ra vùng này, bện cùng cái rễ này. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy ứng dụng rất đa dạng đúng không? Và xử lý nó rất nhạt, rất đơn giản. Tiếp sang một số các cái cây nữa mà cái việc mà vắt mầm xử lý các cái vùng mình cần thiết. Đây, anh như cây này. Trời nắng là tôi đội mũ là nó hơi vướng. Đây các bạn nhìn. Một cái mầm này. Một cái rễ này, đúng không? Anh em vắt sang và cắt đi rồi. Đây, mới cắt này. Đấy các bạn nhìn cái mặt sẹo nó bị chia ra nhỏ. Đấy, hỗ trợ kéo rất nhanh. Đây, vùng này thế. Ở vườn này thì anh Phương anh hạn chế tối đa cái phương pháp bắn mầm với lại phương pháp ghép. Ghép thì anh không dùng. Bắn mầm cũng không, rất ít khi dùng. Chủ yếu anh dùng phương pháp vắt mầm thôi. Đây, hay cái vùng này. Cái mầm vắt xuống này. Cắt rồi này. Để anh ấy xử lý cái vùng này. Vùng này đang hốc, bắt đầu nó hốc, cảm giác như cây nó hơi rách ấy, rách cái vùng này. Thế nên ra là lấy cái vùng này để xử lý cái vùng chân bệ, vùng gốc cây ấy. Đó. Phương pháp rất hay. Thế nên ra là cái ứng dụng thì rất là linh hoạt, các bạn cứ linh hoạt các bạn ứng dụng. Nhiều khi là mình nói lý thuyết thì nó chỉ có khi một vài câu là xong, nhưng mà khi mang sang ứng dụng thì các bạn mới thấy là nó có
nhiều cái ý nghĩa hay. Đây, cây này cây hoàn thiện này. Đây, hay như cây này. Các bạn nhìn xem có cái điểm nào mà văn mầm không? Đây, điểm này. Tôi lấy led này. Đây, bạn nhìn thấy điểm này không? Đấy. Ngày xưa cái vùng đây là vùng sẹo lớn, quát cái mầm này xong cắt đi. Thế thì là cái việc ứng dụng, tại sao tôi chia tách cái này thành hẳn một cái tip, chính là vậy. Có nghĩa là cái ứng dụng của cái việc vắt mầm này, xử lý trên các cái bộ phận của cây là rất nhiều và rất đa dạng. Em ra tôi muốn tách riêng ra như vậy để cho các bạn biết là một cái phương pháp vắt mầm, nhưng mà nó sẽ xử lý cho các bạn rất nhiều việc, và đặc biệt là trên cái giống thanh lam thì cái tính liền ra của nó tốt và phát triển bệ rễ cũng như thân của cây cành chi phát triển tốt khỏe, thì đâm ra là cái phương pháp vắt mầm là được ứng dụng rất rộng rãi để xử lý các cái việc mà cần, từ việc lấy cái vị trí mầm sao cho nó hợp lý, các cái vị trí mà để chọn mầm cho tay cành ấy, đấy nó không mọc được như ý thì anh em sẽ vắt mầm là chủ yếu, hay là xử lý các cái vùng sẹo lớn, sẹo đục, hoặc là ví dụ xử như là cây nó bị ví dụ trong trường hợp trời nắng quá ấy, nó bị trường hợp nó bị cháy thân, đây là ví dụ xử chỗ này nó bị cháy này. Đấy. Thì ở đây là các bạn nhìn này, đấy có một số các cái mầm nhỏ này anh em đã cắt lấy lên đúng không? Thì cái vùng này nó nhỏ như này thì chỉ cần dùng cái mầm này để kéo sẹo là ok, nuôi cái mầm này phát triển này để tạo thành nu ấy, thì nghiễm nhiên là cái vùng này nó được kéo. Nhưng nếu cái vùng này nó bị to quá ấy, nó bị to quá, có thể là phương pháp anh em sẽ dùng vắt mầm đầy, ví dụ sử dụng chỗ này, đây các bạn nhìn nhé, đây chỗ này cái mầm mới lên này, ở cái vùng sẹo này khá lớn này, khá lớn mà các cái vùng mầm xung quanh cái này nó hầu như không có đâu. Đấy, hầu như không có, thì có thể dạng tới anh em sẽ dùng cái mầm này. Dùng cái mầm này bắt qua đây. Bắt qua đây. Để xử lý cái vùng sẹo ấy. Đó. Đấy là một cách, đúng không? Đấy, các bạn ghi nhớ cái điểm này. Cái điểm này nó là cái điểm rất giá trị đấy các bạn nhé. Thì kênh chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review về kiến trúc. Đây là kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh này chúng tôi tập trung review các công trình nổi tiếng của Việt Nam, có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm. Nếu các bạn yêu thích kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe, follow, như theo dõi clip chúng tôi review. Chúng tôi rất là vui nếu mà được đón tiếp các bạn ở trên kênh Nguyễn Nam sang kênh Nhà Việt TV. Sava cũng như là thành member ở trên kênh Nhà Việt TV. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.